Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hương Ka Vlog. Thì hôm nay mình đi vô rừng tràm các bạn. Thì cái rừng tràm này á, là của nhà chị mình. Thì bữa nay mình vô đây là mục đích của mình là đi khai thác nấm nha các bạn. Thì nấm này các bạn, thì có một số địa phương là không biết. Ví dụ như ở chỗ mình á, thì họ sẽ không bao giờ biết cái nấm này ăn được. Họ chỉ nghĩ là đây là chất nấm độc, nhưng mà thực chất đây là một loại nấm là rất là có nhiều bổ dưỡng nha các bạn. Nó có thể ngăn ngừa ung thư, rồi ngăn ngừa tế bào ung thư, rồi ngăn ngừa phát triển khối u, rồi nói chung là giải rượu, rồi nói chung nhiều vân vân nhiều lắm bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái nấm đó nấm gì các bạn. Đây, các bạn theo chân mình nha các bạn. Đây các bạn. Đây là nấm tràm nha các bạn. Nấm tràm này á thì nó mọc ở dưới cái lá tràm này các bạn. Vô mùa mưa á, mưa đầu mùa á, và thường là tháng 4 với tháng 7 là nó có. Đó. Cái cơn mưa đầu mùa là nó có nha các bạn, đây nè. Nó chắc thịt lắm. Thì cái nấm này á nó có rất là nhiều công dụng nha các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn biết một số công dụng của nó. Thì cái công dụng này của nó đó thì nó gồm có là trị được là mệt mỏi nè, cảm cúm nè, nhức đầu, chóng mặt nha, rồi cái hỗ trợ như giải độc thanh nhiệt các bạn, rồi như gan phổi rồi bị nóng các bạn, sử dụng cái này nè, đây nè. Đó. Rồi giải rượu nữa, cái này cũng giải rượu được nha các bạn. Rồi nó có thể ngăn ngừa các tế bào ung thư nha các bạn, đây nè. Chống các khối u với lại mấy cái tế bào ung thư, tế bào ác tính rồi các bạn. Thì nó sẽ giảm thiểu và nó sẽ làm thu nhỏ lại tất cả cái khối u các bạn. Đây nè, nấm này gọi là nấm tràm nha các bạn nha. Thì cái nấm này á ở chỗ mình á thì không biết ăn, tại họ không có biết đó. Nhưng mà thực chất ra những cái khu vực miền Trung á, thì với lại ở khu Phú Quốc đồ á, thì cái nấm này nè là như là họ biết ăn hết nha các bạn. Và mình cũng muốn nói cho các bạn biết á, cái nấm này nè thì giá trị kinh tế nó rất là cao nha các bạn. Nếu mà nấm mà phơi khô á, phơi khô nó ra nha, thì bán nó là tầm khoảng 4 đến 500 ngàn một ký nha các bạn. Đây nè, nấm này nè. Tại vì ở mình không ai biết các bạn. Cái nấm này các bạn hái về xong á, các bạn phải gọt cái vỏ này đi. Gọt cái đít đó nè. Gọt cái phần này đi. Chứ nó rất là đắng. Cái này rất là đắng nha các bạn. Mình gọt đi rồi mình luộc qua nước á, luộc cho nó chín, mình trụng qua nước á, xong rồi mình bỏ vô nước lạnh các bạn, để nó khử hết cái chất đắng đó đi. Nó chế biến được nhiều món lắm các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch, mình sẽ đi khai thác, chứ mình thấy nó nhiều lắm. Đây không có ai ăn, không ai biết các bạn. Thì bây giờ mình quay lên vậy rồi mình đăng lên cho những ai không biết á, họ sẽ biết, họ sẽ đi tìm và họ ăn. Với lại một số người họ sẽ sợ là đây là nấm độc, họ sẽ không dám ăn, thì mình sẽ quay, mình sẽ ăn trước. Đó, cho mọi người biết để mọi người có thể ăn, yên tâm mà ăn các bạn. Thì bữa nay mình cầm thấy cái bịch như đây, mình hái đầy bịch này mình về các bạn. Nó nhiều lắm bạn ơi, quá trời luôn. Đây, để bạn thấy không, tôi dỡ lên dài là được rồi, thấy không? Đó, cái này kiếm cái bự bự thôi nha, nhỏ để cho mai mốt ngày lớn mình vô mình hái tiếp, chứ giờ mình khai thác hết rồi cái ngày mai cái vô nhỏ không có nữa. Đó, cứ hái vậy các bạn. Đó. Đẹp không, quá đẹp không bạn, chắc lắm, thịt nó chắc lắm. Để mình tách thử cho một cái các bạn xem nè. Ví dụ như cái này đi, mình tách ra nè, về các bạn gọt cái nè, gọt hết cái này nè. Đó, như vậy nè là được. Mình chẻ cho các bạn xem nè. Nè các bạn. Thấy không? Đây người ta gọi là nấm tràm nha các bạn. Thì nó có rất là nhiều loại. Có một loại nữa là nó nằm mọc ở trong cái vườn bạch đàn. Nó cũng như vậy luôn. Người ta gọi nó là nấm bạch đàn. Nhưng mà thực chất ra thì nó cũng chung là cũng một loại nấm này. Đó, nó cũng cùng là một loại nấm này luôn. Nhưng mà cái nấm bạch đàn ăn nó không có béo bằng cái nấm này. Không béo bằng nấm này. Về lột vỏ này ra các bạn. À, đó, lột được đó nha bạn. Lột ra đi ấy cho nó đỡ đắng. Rồi bây giờ mình đi khai thác bạn. Theo chân mình đi khai thác nha các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình bắt luống mình đi nha các bạn. đi theo luống, tại nó nhiều lắm, mình bắt luống mình khai thác luôn. Nó nằm dưới lá hơi bị nhiều các bạn. Đây nè, đó, mình lấy cái dao này nè, mình thấy không? Ừ, như vậy nè, đó. Cái lụm này ngắt thôi, mập không bạn, to nữ luôn không, bự lắm bạn. Nó hút cái nhựa của cái tràm bạn, nó sống. Có một số người thì họ không biết, họ không dám khai thác, họ sợ. Nó cứ như vậy nè, còn cái hái bỏ vô, mình hái chừng nào đầy bị thôi. Rồi mọc vào tới bên kia các bạn thấy không? Đó. Mình lựa cái bờ bự mình hái đi. Đó, như vậy mình hái nè. Không, bự bự không các bạn không? Cái này nó nhớt nhớt nha các bạn nha. Mình nấu nó mới luộc nó hơi nhớt. Đó, đây nè. Luộc nó hơi nhớt. U nù u nằng không? Dễ thương không? Coi nè. Coi dễ thương các bạn. Nè, chút chút quá trời luôn nè. Nhưng mà mình lựa cái bờ bự mình hái. Coi nè. Cái này là dạng như nó muốn tàn rồi các bạn, nó muốn tàn rồi. Thì bạn nhưng mình trong nó vẫn trắng các bạn nha, coi nè. Không. Cái ngoài nó muốn tàn nè. Không, muốn tàn nè. Mình lựa cái nào mà còn non mình hái. Cái này bỏ. Nó già. Coi lại bạn nó mọc nè. Thấy không? Quá trời luôn rồi nè. Bằng bàn tay mình các bạn, bự lắm, bự bành cây luôn. Mấy cái này mình cũng nhổ luôn đi cho các bạn ha, để ngày mai cái nó tàn mất à, mai cái nó bự ra nó tàn uổng, mai biết đâu mình không vô mình hái luôn đi. Cái này nhỏ nhỏ mình là mình phơi cũng được, hay hết nè, trong này nè, đây nè, trời nó làm 2-3 cái một chỗ luôn mà, nhiều lắm. Hái về cái nếu mà nhiều quá mà mình phơi khô, nó. À. Đây nè bạn, mình đi chưa được 100 mét nữa, à. Nó nhiều không? Như vậy thôi chứ cứ bờ nguyên cục rồi bỏ vô thôi, nhiều người họ không biết bạn, họ dám ăn, họ sợ chết, mình tắt hết. Trời ơi nó to chứ, này mà không ăn phí quá bạn ơi, uổng chết. Cái này nó mục rồi. Rồi. Các bạn coi cái nấm nè bạn. Trời ơi, hai cái nấm nó to quá chứ. Nè. Còn ông mà sao mới cứ đu tao hoài gì? Nè bạn. Bự không bạn? Hai cái là mình nắm 2 bàn tay là hết luôn rồi. Đây nè, mới thấy đây mất tiêu rồi, mới thấy cái bọt đây là mất tiêu rồi ta, mới nhìn vô đây thấy mà. Đây này, cái này nó tàn rồi bạn, thấy không? Bạn thấy không? Phải nếu mà dân ở mình mà họ biết ăn cái này nè, bảo đảm với các bạn luôn, không có mà hái đâu, thiệt luôn. Bữa nay mình sẽ ăn rồi mình sẽ quay, mình sẽ đăng lên cho mọi người biết. Họ biết họ để mà họ hái họ ăn, chứ để phí uổng quá. Cái này phơi khô bạn, phơi khô về bán được 5 xị 1 kg. Đã không? Nhưng mà ai có nhu cầu thì tới đây alo mình cái 400.000 mình đẩy luôn. Bán một bạn 4 bàn bán luôn. Nè các bạn, nhìn từ xa là thấy rồi. Coi nè, mọc như vậy nè, hỏi sao không hái được nè, đây nè. Đó, thấy chưa? Kia nè, thấy chưa? Đó, bên kia nữa kìa, thấy không? Nhiều dây mà. Rồi coi mua cục không các bạn. Làm hết cục vỏ vô luôn. Cái này nhỏ quá ta, nhỏ quá. Kiếm mấy cái bự bự này, mấy cái bự bự như vậy nè. Đó. Đó. Bên kia kìa. Ây da. Gần đầy bì các bạn ơi, gần đầy bì ơi. Nè, cái này nó tím 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 ơi là tím luôn nè, thấy không? Cái loại nó lợt lợt á, cái loại đó thì nó không có ú. Các bạn coi mới hái cái nấm bạn. Nó ú không còn chỗ đây ú luôn á. Đó nè. Con mũi vàng cắn. Nhiều không bạn? Quá trời luôn ha. Để mình hái thêm còn ít nữa mình đem về. Rồi mình chế biến mình nấu thử cho bạn xem nha. Bạn coi cái này nó to không bạn? Nè. Bằng bàn tay mình các bạn. Nè. Bỏ vô. Nhiều ha các bạn ha. Quá trời coi nó mọc nè. Đó. Nhiều lắm, li ti nhiều lắm, bự bự cũng có nữa. Các bạn thấy không? Mình đi mình chỉ ngó qua ngó lại là thấy rồi. Đó, nó ăn trong cái nó ăn từ cái cây này các bạn. Cái tràm này nè, nó mọc từ cái tràm ra nè các bạn. Đây mình cho các bạn thấy nè, đây nè, không không, nó mọc từ cái tràm ra nè. Ừ. Ăn bổ dưỡng nha các bạn. Các bạn thì nãy giờ mình đi cũng được cho nửa tiếng đi. Nửa tiếng mà mình đi, mình vừa lựa bạn, vừa đi vừa lựa nấm á. Cái nghĩa là mình lựa cái nào mà còn tươi nhất mình hái, và nó bầu nhất mình hái, to mình hái. Như vậy nè. To vậy nè bạn, mình hái. Thì mình được bao nhiêu đây? Khoảng chừng cỡ 5 kg á, cái đó mà. Cỡ đó bạn, cỡ 5 kg á. Thì mình hái xong rồi, bây giờ mình hái rồi, bây giờ mình về mình làm clip á thì nó dài quá. Thôi thì vậy giờ mình dừng clip đây nha các bạn. Rồi hẹn bạn cái clip sau. Cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chế biến những cái món ăn mà liên quan tới cái nấm này nha các bạn. Rồi hướng dẫn các bạn cách mà để ăn cái nấm này nó không có bị đắng nha. Rồi hẹn bạn clip sau nha các bạn. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để theo dõi clip tiếp theo nha các bạn nha. ở phía dưới các bạn nó có cái nút đăng ký, các bạn đăng ký ủng hộ mình dùm cái. Rồi các bạn có nhận xét gì thì cứ comment phía dưới để mình biết, mình xem và mình sẽ hoàn thiện những clip sau nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau.